Xin chào quý chị con cô bác. Dạ, hôm nay có anh trai lên đây tìm cô trai thì gặp chỗ đọc sĩ Nguyễn Hải cùng với Hấp Tử Đường Phố với Công Trần. Thường xuyên anh em vẫn đưa những câu chuyện cho bà con coi, vừa cảnh giác vừa giúp quý chị bà con tìm được con cái. Thì sau đây bắt công. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các phi vụ, các câu chuyện phải nói là vô cùng khác nhau. Chồng tìm vợ mà vợ thì tìm chồng, mà cha tìm con, đấy là tìm những tên phải nói là lừa đảo, những tên lưu manh ở trên hoặc là những phi vụ mà những người con gái, con trai bị một số đối tượng buôn bán lừa đảo dụ dỗ trên mạng, trên internet nó rất nhiều. Thì đây tiếp tục là một câu chuyện tiếp theo, là một người cha ở từ Biên Hòa Đồng Nai về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ tại Bình Dương để tìm người con trai thân yêu của mình. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi video này. Dạ, xin phép xin chào anh có thể anh giới thiệu là anh tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Dạ, tôi tên là Văn Đình Nghĩa, hiện nay tôi ở khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dạ, hôm nay anh về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ của thành Bình Dương để tìm người con trai của anh tên là gì ạ? Hiện nay tôi về với hiệp sĩ Bình Dương và nhờ tìm con trai. Tôi là cháu tên là Văn Nghĩa Hiệp, sinh ngày 14 tháng 9 2002. Cháu đi ngày 19 tháng 12, đến nay là tôi có tìm kiếm mà đến nay là không có tìm cháu, và tôi cũng liên lạc với công an địa phương và không có tìm tin tức được cháu. Quý nhân mong các cộng đồng mạng, bà con và gần xa có ai phát hiện, ai nhìn thấy cháu và chỉ và giúp giùm tôi hoặc là liên hệ với đội hiệp sĩ Bình Dương để mà tìm kiếm con tôi được tốt hơn ạ. Cái câu chuyện mà tìm con ấy, thì xảy ra phải nó phổ biến, các người cha, người mẹ, các bậc phụ huynh tìm những người con trai, những người con gái của mình trong thời gian vừa qua phải nó xảy ra rất nhiều. Thì anh đây cũng là một cái câu chuyện thực sự là cũng rất đau lòng. Xin phép anh, con trai anh trước cái thời điểm mà bỏ nhà đi thì con trai đã làm công việc gì? Thì lúc mà trước bỏ nhà đi thì tôi cũng xin vô công ty, tôi là công ty Bình Khí Dầu Khí đấy, mà thời gian là cháu cũng ham chơi, là cũng là chơi những bạn với bạn xấu và bị dạng cám dỗ mà chơi những cái mà chất kích thích gì, hàng đá những gì đấy tôi không biết, mà chú cháu bị đuối, cháu đi thì cháu là cái hầu như là chú cháu không biết gì, cái não cháu không biết gì này. Dạ, hiện nay thì theo anh được biết là lão bộ của cháu, là con trai của anh, hiện nay là không bình thường nữa rồi. Dạ, không bình thường nhưng mà bất ổn rồi. Vì vậy nên là bây giờ anh cũng rất sợ là con gái anh, con trai anh gặp cái điều gì nó không có may mắn. Vì vậy nên về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương là mục đích chính, là đăng thông tin để tìm người con của anh để về có cách có thể là giáo dục hoặc là có thể điều trị, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thực sự là những cái câu chuyện như thế này thì ai nghe những cái câu chuyện này chúng nó là không ai mong muốn là mình sinh ra con, đúng không ạ? Nơi con đến giờ phút thì trưởng thành mà để con đến giờ phút này phải đi tìm kiếm và phải cầu cứu như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà đây thực sự là một trong những cái câu chuyện mà nó hết sức rất đau lòng cho những người cha, người mẹ trong thời gian vừa rồi. Rất nhiều các câu chuyện về nó là mới đây nhất thì cũng đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương tiếp nhận một thông tin đấy là hai anh chị cũng sinh được hai người con, mà rất lấy làm tiếc mà hiện nay là hai người con đều bị dụ một số đối tượng dụ dỗ họ đi về con đường xấu, đến giờ phút này còn chưa biết là đi đâu nữa. Thì các anh em này cũng đưa một số các anh em và truy tìm, thì hiện nay tìm trong mấy ngày vừa qua thì cũng chưa có kết quả gì. Thì cái câu chuyện của anh thì cũng tương đương như vậy, con trai người nhìn thì nói chung là cũng rất đẹp trai, tuổi này lẽ ra là cũng có nghề có nghiệp ổn định rồi, nhưng mà rất lấy làm tiếc là con trai này hiện nay thì không nghề không nghiệp mà lại bỏ đi theo một số các bạn xấu, các đối tượng lưu manh côn đồ, đúng không ạ? Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là con trai anh xem được, biết được người cha của mình từ Biên Hòa về Bình Dương cầu cứu như này để con trai anh sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ của này Bình Dương. Tôi rất là muốn là con tôi được về và được vào bảo trại để giáo dục cho nó được bình thường như người ta, chứ thật sự tôi rất là hối hận và không có mà lo cho cháu được chu đáo. Kính mong là cộng đồng mạng và bà con đáng đường xa mà có ai mà thấy nhìn cháu và giúp đỡ và thông báo cho tôi ạ, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Yeah. Thực sự là không có người cha người mẹ nào mà mong muốn để về đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương hoặc đăng tải trên các trang mạng xã hội là phải cầm dơ một tấm hình như thế này, đúng không ạ? Không ai mong muốn điều đó, nhưng mà đây phải nói là hết cách rồi, đúng không ạ? Cho nên gia đình mới về bắt buộc mới về để dơ tấm hình lên
để nhờ đội hiệp sĩ Thái Bình Dương để đăng tải các trang mạng xã hội để tìm người con trai của mình. Con của anh hiện nay đến giờ phút này thì đi được khoảng bao nhiêu ngày rồi, anh có nhớ chính xác không? Đi ngày thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022. Trước khi con anh đi là có đem theo tài sản gì đi không anh? Không có trong người, không có giấy tờ thì thân và mặc cái quần dài với mặc ở trần thôi ạ. Cởi trần luôn. Đúng rồi. Tôi đi bởi vậy như vậy tôi rất là sợ là đói rét hay vấn đề gì đó là rất là nguy hiểm cho tính mạng. Anh đã tìm lên cấp dọc tuyến đường quốc lộ từ Biên Hòa về Sài Gòn hoặc sang Bình Dương hoặc đi các tuyến đường quốc lộ khác chưa? Tôi còn học đi báo hết là công an huyện, công an xã tôi cũng thông báo hết rồi, các quốc lộ 51 dài với Vũng Tàu tôi báo hết rồi. Bởi vì theo thông tin em được biết mà em đi dọc các tuyến quốc lộ rất nhiều, em được biết là tất cả những thanh thiếu niên hoặc những người mà tâm trạng bất ổn là thường đi dọc quốc lộ hoặc là ngủ gầm cầu hoặc là dưới bờ cống hoặc trong các sạp, các chợ hoặc là chợ đêm hoặc là các rìa hàng quán tạp hóa hoặc có thể vỉa hè. Vì vậy cho nên là anh cũng trong cái lời gợi ý này thì có thể là mình có hướng để tìm con anh một cách dễ dàng hơn. Bởi vì thường là tâm trạng bây giờ hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với nhiều người, đúng không? Vì lý do như vậy là con nên là đang né tránh, tối đến thì thậm chí là không được ăn, không được ngủ, đói khát, đúng không ạ? Ở nhà thì có thể là cuộc sống rất sung sướng nhưng mà rất lấy làm tiếc là một số thanh thiếu niên hiện nay chưa nhận thức được, chỉ vì ham chơi ham vui bạn bè đến giờ phút này là gỡ ra là gỡ không có được. Hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ở tất cả các tuyến đường ở khu vực các tỉnh lân cận từ Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu thì có thể xem được video này, có thể là chia sẻ cho các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được ai mà biết được thông tin em trai đang ở đâu thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Thái Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em này có thể là sẽ liên hệ cho gia đình để đưa bé về để nhà có thể là có cách giáo dục đưa bé đi điều trị bệnh. Bởi vì bé này chắc chắn là phải đi cho đi cách ly một thời gian thì điều trị thì bé mới hồi phục được. Về nhà là phải một cách quản lý làm sao cho thật tốt nhất và mà phải có một công việc ổn định thì tâm trạng bé mới dần dần nó hồi phục được. Nếu không đi theo một số đối tượng xấu thì nói chung là rất ra là cũng rất khó. Bởi vì hiện nay giới trẻ bây giờ thì đa số là chơi những chất kích thích. Nhiều bé là chơi bây giờ hiện nay thì gia đình phát hiện được cái này muộn, rất muộn màng rồi. Bởi vì thiếu sự kiểm soát hoặc là có thể là vì một lý do nguyên nhân nào đó cha mẹ mắc công việc nên không có giám sát được con. Chính vì lý do những nguyên nhân như vậy là các bé là bây giờ kết bạn bè ở trên các trang mạng xã hội và chơi bời rủ rê nên khi mà dính vào là con đường gỡ ra phải nói là vô cùng khó khăn. Dạ, cuối video này anh còn điều nào anh muốn chia sẻ trên đội hiệp sĩ Thái Bình Dương không ạ? Nếu mà tôi rất là cảm ơn nếu mà kiếm được con tôi thì tôi rất là cảm ơn và rất là và vô cùng và tôi không biết gì cho nên là tôi rất là xúc động và nó là rất là cảm ơn là nếu mà ai có chỉ dùng là cộng đồng mạng mà có giúp đỡ chúng tôi thì tôi vô cùng cảm ơn, tôi không biết gì hơn. Dạ rồi, thực sự là câu chuyện mà người cha từ Biên Hòa, Đồng Nai về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Thành Bình Dương để đăng tải thông tin tìm người con. Phải nói là cái câu chuyện này phải nói là rất nghẹn lòng. Thì ai cũng hy vọng là câu chuyện này sẽ được kết thúc một cách rất tốt đẹp và có hậu. Và em cũng không biết nói hơn là xin chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng là một vài ngày tới thì sớm có thông tin về người con trai của anh. Các anh em sẽ cố gắng báo tin giúp anh để đưa con trai anh trở về nhà anh nhé. Dạ. Rồi xin chào anh.